Chiều 17 tháng 4, Tổng thư ký Tổ chức Mạng lưới Chính quyền các địa phương về quản lý định cư con người, gọi tắt là CityNet, đã thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, mong muốn CityNet tiếp tục hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và đưa ra những giải pháp mới, tích cực nhằm giải quyết những thách thức trong quá trình đầu tư và phát triển đô thị bền vững. Những kinh nghiệm thực thi chính sách vào thực tiễn trong lĩnh vực đô thị tại các thành phố châu Á, trong các lĩnh vực về hạ tầng điện, nước, giao thông, cơ sở vật chất về y tế, giáo dục. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Jong Kiki, Tổng thư ký CityNet nhấn mạnh, với vai trò là thành viên chính thức của CityNet từ năm 2005, thông qua mạng lưới các thành phố trên thế giới, thành phố Đà Nẵng đã tranh thủ giới thiệu, quảng bá hình ảnh của mình đến các thành viên của CityNet, đồng thời kết nối giữa các đô thị trong khu vực với các tổ chức quốc tế khác nhằm giải quyết các vấn đề về đô thị đang đặt ra. Trong thời gian tới, tổ chức sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong những lĩnh vực phát triển đô thị thông minh mà thành phố Đà Nẵng đang hướng đến. Ngày 17 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở thị xã Duy Tiên đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 100% các chỉ tiêu của Mặt trận Tổ quốc thị xã trong nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc các cấp thị xã Duy Tiên tập trung thực hiện tốt 5 khâu đột phá và một số nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tốt vai trò, vị trí và nhiệm vụ của mặt trận, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tiếp cận được thị trường và thúc đẩy bình đẳng giới, sáng ngày 17 tháng 4, Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công thương Việt Nam VCCI và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ đã tổ chức diễn đàn hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng thông qua các công cụ phát triển bền vững tại Hà Nội. Hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ. 51% doanh nghiệp có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu tại Việt Nam. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này đang ở cấp thấp nhất trong chuỗi cung ứng của nhiều ngành và gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của các công ty lớn. Nguyên nhân chính của thực trạng này do hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn, thiếu hụt các mạng lưới hỗ trợ kinh doanh cho phụ nữ và định kiến về khả năng kinh doanh của phụ nữ còn tồn tại. Các diễn giả đại diện doanh nghiệp đã trao đổi, cập nhật thông tin về những chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giúp tăng cường nhận thức cũng như nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuỗi cung ứng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngày 17 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình truyền thông về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho nữ vận động viên. Mỗi năm, Việt Nam có rất nhiều vận động viên giã từ sự nghiệp thi đấu, trong đó chỉ có 15-20% các tuyển thủ quốc gia. Các vận động viên xuất sắc đã trở thành huấn luyện viên hay giáo viên thể chất sau khi dừng thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Đồng hành cùng nữ vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho tương lai, chương trình truyền thông về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho nữ vận động viên là hoạt động hỗ trợ các nữ vận động viên có thêm kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp trong khuôn khổ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Chính phủ. Tại chương trình, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ, khẳng định khởi sự kinh doanh thường bắt đầu bằng một ý tưởng và cần thời gian dài nung nấu, học hỏi và nỗ lực biến ý tưởng thành công. Suy nghĩ về ý tưởng, xây dựng một kế hoạch và bồi đắp ý tưởng ngay trong thời gian đang thi đấu là một hành động cần thiết, bởi nữ vận động viên hơn phụ nữ khác là được đi thi đấu cả ở trong và ngoài nước, và đó chính là cơ hội để quan sát, học hỏi và tìm kiếm ý tưởng hoặc kinh nghiệm kinh doanh.
Với mong muốn người khuyết tật có thêm nhiều kênh thông tin, cải thiện việc làm, ngày 17 tháng 4, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật đã ra mắt sổ tay nghề nghiệp, con đường học tập và nguồn lực hỗ trợ cho người khuyết tật. Sổ tay nghề nghiệp, con đường học tập và nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật gồm 3 phần chính, trong đó phần 1 nói về 64 ngành nghề và gợi ý ngành nghề phù hợp đối với các dạng khuyết tật. Phần 2, thông tin về các cơ sở đào tạo nghề, ngành đào tạo, chính sách tuyển sinh học viên người khuyết tật. Phần 3, cung cấp thông tin các tổ chức, nguồn học bổng hỗ trợ người khuyết tật. Sổ tay xuất bản dưới dạng file mềm được đăng trên website và fanpage DNRD Việt Nam. Theo thống kê, Việt Nam có trên 6 triệu người khuyết tật, nhưng chỉ có 1/3 người khuyết tật có việc làm. Có đến 90% người khuyết tật chưa được tư vấn hướng nghiệp đầy đủ, còn hạn chế liên kết, tiếp cận các nguồn lực để thúc đẩy giáo dục hòa nhập. Trong ngày 17 tháng 4, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề Tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới đã được phát động tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Tháng cao điểm tập trung 3 nội dung chính, gồm tăng cường nhiệm vụ thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm từ cơ sở đến các đoàn liên ngành của thành phố, phòng ngừa và xử lý an toàn thực phẩm tại những bếp ăn tập thể trong trường học, khu công nghiệp, tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng và đơn vị sản xuất, kinh doanh. Tất cả hướng đến mục tiêu chung xây dựng thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn. Tháng 4 được Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh chọn phát động cao điểm hành động vì an toàn thực phẩm bởi đây là thời điểm giao mùa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, số ca mắc tay chân miệng vẫn không ngừng gia tăng với hàng trăm ca mắc mới mỗi tuần ở nhiều địa phương trên khắp cả nước. Chính vì vậy, Bộ Y tế dự báo bệnh tay chân miệng sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Các cơ sở y tế cần chủ động dự phòng đầy đủ thuốc điều trị, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân. Trong những tháng đầu năm 2024, số ca mắc tay chân miệng tăng cao ở nhiều nơi. Thành phố Hà Nội tuần qua ghi nhận gần 200 ca mắc mới tay chân miệng. Thành phố Hồ Chí Minh trung bình cũng gần 200 ca mắc mới mỗi tuần. Khu vực Đà Nẵng thì tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều ổ dịch xuất hiện tại các trường mầm non. Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm có thể gặp ở bất kỳ đối tượng nào, nhưng nhiều nhất là trẻ em dưới 5 tuổi. Bé có biểu hiện là nó hơi giật mình á. Rồi đưa lên đây nhập viện rồi tối 11 giờ. À, bé có triệu chứng là tay chân miệng. Dạ, giờ không biết là tại vì bé có đi học trường á, trường mầm non á. Mình không biết là trong trường nghe nói là hổng ra cũng có bị bệnh. Thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ để dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát, trong đó có tay chân miệng. Bệnh này có tính lây lan cao, nguy cơ dễ bùng phát thành dịch lớn và có biến chứng nặng. Bệnh tay chân miệng hầu hết là diễn biến cũng tương đối lành tính, nhưng có một số trường hợp sẽ có những cái biến chứng khá nặng, đặc biệt là những cái biến chứng như là viêm cơ tim, phù phổi cấp, viêm não. Đấy là những cái biến chứng nặng mà có nguy cơ dẫn đến tử vong rất nhanh, thậm chí trong vòng 24 giờ. Năm ngoái từng xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng thể nặng, khiến cho nhiều trẻ nguy kịch, chậm thời gian điều trị khi phải chuyển tuyến. Bộ Y tế khuyến cáo, các cơ sở y tế cần bảo đảm việc thu dung, dự trữ đầy đủ nguồn thuốc, vật tư y tế để điều trị cho bệnh nhân. Chuyển sang một số thông tin trong nước khác. Ngày 17 tháng 4 tại Lạng Sơn đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2024. Giải đấu quy tụ trên 230 vận động viên đến từ 31 tỉnh thành trên khắp cả nước với các hạng mục thi đấu gồm cá nhân nam, nữ, lứa tuổi từ 13 đến 14 và 15 đến 16 tuổi cùng 10 hạng mục. Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia được tổ chức nhằm kiểm tra đánh giá công tác đào tạo lực lượng vận động viên, thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện bộ môn cử tạ của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, đồng thời phát hiện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia để tập luyện, tham gia thi đấu các giải khu vực và quốc tế trong thời gian tới. Việc đăng cai tổ chức giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia lần này, tỉnh Lạng Sơn hy vọng sẽ thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại Lạng Sơn nói riêng và trong cả nước nói chung ngày càng phát triển mạnh mẽ. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến hết ngày 22 tháng 4. Ban tổ chức sẽ tiến hành trao các bộ huy chương cho các vận động viên xuất sắc ngay sau khi các nội dung thi đấu được hoàn thành.
Mới đây tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ nhu thuật quốc gia năm 2024 do thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức. Giải năm nay quy tụ hơn 350 huấn luyện viên, vận động viên của 26 đơn vị tỉnh thành, ngành và câu lạc bộ Jiu-Jitsu trên toàn quốc, tranh tài ở 70 bộ quy chương. Giải đấu giúp đánh giá công tác huấn luyện, trình độ chỉ đạo, tổ chức, điều hành thi đấu của cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, đồng thời lựa chọn những vận động viên có thành tích tốt nhất, chuẩn bị lực lượng cho giải Jiu-Jitsu quốc tế năm 2024 và Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Đây còn là sự kiện mở màn cho hàng loạt các giải Jiu-Jitsu được tổ chức trong năm 2024. Ngày 17 tháng 4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm Sofia Yablonska – Hành trình xuyên thế kỷ, nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 23 tháng 1 năm 1992, 23 tháng 1 năm 2024. Triển lãm đưa người xem trở về những khoảnh khắc cuộc sống, phong cảnh và con người Việt Nam giai đoạn 1930-1940. Triển lãm Sofia Yablonska – Hành trình xuyên thế kỷ giới thiệu 55 tư liệu hình ảnh được ghi lại thông qua lăng kính của Sofia Yablonska, nữ nhà văn nhiếp ảnh gia và quay phim người Ukraine. Những bức ảnh dẫn dắt người xem theo chân bà trong hành trình khám phá Việt Nam, nơi bà và gia đình đã dành tình cảm sâu sắc trong 10 năm sinh sống. Người xem dễ dàng bắt gặp khung cảnh về cuộc sống nông thôn với những cánh đồng trải dài tít tắp, và con người cần cù lao động, danh thắng Vịnh Hạ Long hoang sơ kỳ vĩ hay những hình ảnh của Hoàng Thành Thăng Long, cầu Long Biên cách đây gần một thế kỷ. Sự đa dạng văn hóa các dân tộc cũng được Sofia ghi lại qua vẻ đẹp của phụ nữ Thái, Mông, Giao Tiền và người Hà Nội xưa. Bên cạnh những bức hình đen trắng, chiều sâu cảm xúc còn được gợi mở qua những dòng chia sẻ trích từ cuốn nhật ký Phương Trời Xa Xôi. Tại đây, Việt Nam hiện lên như một xứ sở diệu kỳ, đầy lôi cuốn để khám phá. Cũng trong ngày 17 tháng 4, thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô năm học 2023-2024, Hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức vòng chung kết cuộc thi sàn đấu Anh ngữ V Champions năm 2024. Sàn đấu Anh ngữ V Champions là một sân chơi học thuật quy mô lớn, không chỉ giúp lan tỏa tinh thần yêu thích tiếng Anh đến thiếu nhi mà còn giúp các em học sinh có cơ hội trau dồi kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Sân chơi thu hút sự tham gia của 162.000 học sinh tới từ 167 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn 7 quận của thành phố Hà Nội. Vòng loại theo hình thức trắc nghiệm đã diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Tại vòng chung kết, 300 thí sinh tiêu biểu xuất sắc đã thi đấu loại trực tiếp với hình thức rung chuông vàng. Trong thời gian quy định, các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi kiến thức bằng tiếng Anh do ban tổ chức đưa ra, ghi câu trả lời ra bảng viết. Thí sinh có câu trả lời đúng sẽ tiếp tục tham gia trả lời câu hỏi tiếp theo. Thí sinh có câu trả lời sai sẽ rời khỏi sàn đấu. Các câu hỏi được tổng hợp và tham khảo xin ý kiến từ các chuyên gia, xét chọn phù hợp với lứa tuổi và trình độ của các em học sinh. Lễ hội Đền Thánh Nguyễn là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Ninh Bình, diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 18 tháng 4, tức ngày 8 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch. Đây là lễ hội mang đậm tính lịch sử, văn hóa đặc sắc của cộng đồng, được tỉnh Ninh Bình duy trì, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lễ hội Đền Thánh Nguyễn được tổ chức để tưởng nhớ công đức của Thiền sư Nguyễn Minh Không. Ngài là vị thiền sư tài năng đức độ, có nhiều công lao đóng góp đối với đời sống văn hóa chính trị của nhà nước Đại Cồ Việt. Đặc biệt, năm 1136, Thiền sư Nguyễn Minh Không đã chữa khỏi bệnh cho vua Lý Thần Tông, được phong làm quốc sư, chức vị cao nhất trong hệ thống tăng quan nhà Lý. Ngài là một trong số rất ít nhân vật lịch sử có thật được dân gian phong thánh, được coi là ông tổ y dược và ông tổ nghề đúc đồng. Lễ hội năm nay có khác với lễ hội các năm trước là về trang phục là theo đúng lại cổ truyền của đền thánh. Chúng tôi là có một cỗ kiệu cửu cấm. Cỗ kiệu cửu cấm này là 18 giai khiêng. Và theo như tôi được biết thì trên đất nước Việt Nam này có lẽ cũng chỉ có đền thánh Nguyễn đây mới có kiệu cửu cấm.
Lễ hội đền Thanh Nguyễn có hai phần, phần lễ và phần hội. Về phần lễ có lễ mở cửa đền, lễ mộc dục, lễ cáo yết, lễ rước bách thần, tế yên vị, dâng hương, rước nước và lễ tạ. Phần hội có phiên chợ làng Điềm, có nhiều trò chơi dân gian, trưng bày triển lãm ảnh, giới thiệu các tour du lịch tìm về cội nguồn, cùng với nhiều hoạt động văn hóa thể thao, trình diễn trang phục. Cụ Đức Thanh Nguyễn là một cụ tổ của nghề đông y, được coi là cụ tổ của nghề đông y. Do vậy mà huyện cũng đưa vào để tuyên truyền cho người dân với một cái mục tiêu là người Việt Nam dùng thuốc nam trong sức khỏe con người. Trong tương lai thì mong muốn đây cũng là một cái điểm đến của du khách trong và ngoài huyện, và đặc biệt là hướng tới du khách nước ngoài để có thể quảng bá những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương. Việc tổ chức thành công lễ hội đền Thanh Nguyễn năm 2024 góp phần bảo tồn, phục dựng các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng thời quảng bá, phát huy tiềm năng du lịch lịch sử, tâm linh, văn hóa của địa phương và là tiền đề để đưa lễ hội đền Thanh Nguyễn trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, nước Việt Nam ta có một di tích lịch sử được các nhà sử học đánh giá là siêu di tích, đền thờ 18 đời vua Hùng nằm ở vùng đất Trung Du, Phú Thọ, đất tổ của trăm họ dân Việt trên khắp thế giới. Mùng 10 tháng 3 âm lịch, nếu không thể trực tiếp hành hương thắp nhang cúng tổ, thì người Việt Nam mọi miền cùng hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, bái vọng chốn linh thiêng. Đó là nơi khởi đầu cho sự mở mang một quốc gia có hàng nghìn năm văn hiến. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tính đến cuối tháng 3 năm 2024, vẫn còn khoảng 32.000 tỷ đồng trên tổng số gần 657.350 tỷ đồng vốn kế hoạch vẫn chưa được phân bổ chi tiết. Bài viết trên báo Đại đoàn kết phân tích, năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn cho việc giải ngân vốn. Khi mà nguồn vốn đầu tư công được phân bổ, giải ngân chậm sẽ kìm hãm tốc độ phát triển của nền kinh tế. Nếu vào thời điểm đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công được khai thông thì chắc chắn các con số tăng trưởng kinh tế của cả năm sẽ khả quan hơn. Theo Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, 5 tỉnh Tây Nguyên và 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long đang trong cao điểm của mùa khô khốc liệt nhất trong nhiều năm. Độ nhiễm mặn xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long vào đất liền là 4 phần nghìn, tương đương với năm 1916, tức là ở mức nhiễm mặn rất nặng và khốc liệt. 100 năm mới xảy ra một lần. Tuy nhiên, theo bài viết trên báo Thời Nay, hiện gần 45% công trình cấp nước tập trung trên cả nước hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu là các công trình quy mô nhỏ đã được xây dựng trên 15 năm ở vùng sâu, vùng xa, không có đủ kinh phí để duy tu, bảo dưỡng. Sau 7 tháng khởi công, dự án xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long kéo dài, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội-Hòa Bình bắt đầu thi công những hạng mục đầu tiên. Nhưng theo phản ánh trên báo Kinh tế và Đô thị, nguy cơ dự án chậm trễ kéo dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng đang hiện hữu. Đây là một trong những dự án trọng điểm vô cùng quan trọng đối với Hà Nội, nhằm từng bước hoàn chỉnh hướng kết nối Hà Nội-Hòa Bình. Vì vậy, dự án rất cần được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm sát sao, làm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng đơn vị, đôn đốc để hạn chế nguy cơ chậm trễ tiến độ. Nhiều tuần giao dịch gần đây, giá vàng trong nước liên tục tăng. Dù xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến đề xuất bỏ độc quyền và tăng nguồn cung vàng miếng, nhưng theo ghi nhận của báo Lao động, rất nhiều người dân vẫn xếp hàng dài chờ mua vàng. Chung quanh tình trạng này, một số ý kiến chuyên gia cho rằng về giải pháp ngắn hạn, ngân hàng nhà nước có thể cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng hoặc là chính ngân hàng nhà nước nhập khẩu vàng để sản xuất thêm vàng SJC. Đồng thời, thay vì để mất dự trữ ngoại hối, ngân hàng nhà nước có thể thu mua vàng thông qua các đơn vị kinh doanh vàng trong nước, từ đó hạn chế nhập khẩu vàng mà vẫn đáp ứng được nguồn cung. Học kỳ 2 chưa kết thúc, nhưng nhiều học sinh lớp 12 đã trúng tuyển sớm vào đại học bằng phương thức xét điểm học bạ. Tuy nhiên, bài viết trên báo Tiền Phong lưu ý, đây mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ, học sinh vẫn phải tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký nguyện vọng phù hợp.
Còn ý kiến các thầy cô giáo nhiều năm làm công tác tuyển sinh cho biết, nếu trúng tuyển sớm nhưng tới đây, thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì kết quả trúng tuyển sớm cũng không có giá trị. Các thí sinh đăng ký nhưng không đặt nguyện vọng trúng tuyển sớm làm ưu tiên hàng đầu, thì khả năng vẫn trượt đại học là rất cao. Phong trào chạy bộ đang phát triển như vũ bão tại Việt Nam. Hàng vạn người tham dự, hàng trăm giải đấu được tổ chức khắp cả nước. Nhưng theo bài viết trên báo Tuổi Trẻ, làm sao để nâng chất lượng giải chạy, chống lại xu hướng thương mại hóa, đảm bảo an toàn cho người chạy là câu chuyện phải nhìn nhận nghiêm túc. Một số ý kiến cũng cho rằng hiện nay việc tổ chức giải ở các địa phương mang tính số lượng chứ chưa coi trọng chất lượng và hầu hết người chạy chưa có kiến thức về thể thao. Vì vậy, mỗi thành phố chỉ nên có một vài giải chạy quy mô lớn mỗi năm thay vì tổ chức ồ ạt như hiện nay. Những nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân.